Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bất Động Sản Phượng DT. Trong clip ngày hôm nay, Phượng sẽ chia sẻ với các anh chị một dự án mới của EcoPark trong năm 2022. Và dự án này thì có tên là Sky Forest. Các anh chị đừng nhầm với Sky Oasis và Soul Forest nhé. Bởi nó đã là hai dự án thuộc cung đường Vịnh Đảo. Và đây là dự án Sky Forest với thông điệp đó là đưa thiên nhiên lên bầu trời. Và vì sao lại được gọi như vậy? Bởi vì dự án này thì sẽ có cái quy mô vườn thượng uyển lớn nhất Đông Nam Á và được đưa lên trên không. Sky Forest có vị trí rất là đắc địa, đó chính là ngay gần vịnh đảo, lại ngay dưới sát với trường liên cấp quốc tế Chadwick top 4 của Mỹ, cũng như là thuộc trên tuyến phố đi bộ của cung đường Vịnh Đảo, và đặc biệt hơn nữa là lại rất là gần Hồ Thiên Nga. Vị trí của Sky Forest thì nó sẽ nằm ở giữa dự án Haven Park và trường Chadwick. Do vậy là các anh chị hãy cùng quan sát cái vị trí cụ thể của dự án này nhé. Sky Forest thì sẽ bao gồm 3 tòa, đó được ký hiệu là SF1, SF2 và SF3. SF1 thì sẽ cao là 30 tầng và có khối lượng căn là khoảng 380 căn. SF2 thì cao 38 tầng và có khối lượng căn là khoảng 488 căn. Và cuối cùng là SF3 với chiều cao 41 tầng với số lượng căn là 600 căn. Và các tòa này thì có tất cả đa dạng các loại hình căn hộ, từ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, cũng như là các loại hình căn hộ điển hình và những căn hộ đặc biệt, đó chính là duplex, penthouse và garden là đều rất là đặc biệt. Do vậy là các anh chị hãy cùng em quan sát cái mặt bằng của dự án này nhé. Dự án thì sẽ bao gồm là 16 căn trên một tầng và có 7 thang máy, đầy đủ các căn hộ studio đến 3 phòng ngủ. Và để phân tích chi tiết hơn về mặt bằng này thì em sẽ dành ở video tiếp theo ạ. Sky Forest có 8 khu vườn tự uyển trên mây với diện tích là 10.000 m². Ngoài ra thì cư dân của Sky Forest có đặc quyền, đó chính là bảo vệ an ninh rất là chặt chẽ với công nghệ Face ID, có hồ bơi 4 mùa trong nhà, có các nhà hàng thượng uyển, có khu vườn cổ tích, vườn trà, vườn cà phê. Khu vườn tự uyển trong nhà thì rộng khoảng 600 m², cũng như là có những khu vui chơi cho trẻ em, gọi là khu công viên trên mây cho trẻ thơ rộng 500 m², với điểm nhấn đó chính là leo núi nhân tạo. Và ngoài ra thì có đầy đủ các dịch vụ khác. Hiện nay thì Sky Forest đã được phép nhận đặt cọc thiện chí rồi. Do vậy là nếu mà các anh chị quan tâm và muốn tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về dự án này thì các anh chị hãy liên hệ với em nhé. Và các anh chị đặt cọc thiện chí chính là cái đặt cọc để chúng ta có quyền ưu tiên lựa chọn căn hộ trước khi mở bán chính thức đó ạ. Và nếu các anh chị có quan tâm thì hãy liên hệ với em sẽ tư vấn các anh chị chi tiết phù hợp với nhu cầu của mình ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.